Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi tới với quý vị các cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam và các cái tin tức quốc tế nổi bật. Và thưa quý vị, một cái chủ đề đầu tiên mà mạng xã hội đang sôi nổi bình luận, đó là trước đây ít ngày sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 8 với sự thất bại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự thắng thế của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và thưa quý vị, có những cái đề xuất cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thay thế Tổng bí thư trong việc chống tham nhũng có lẽ hiệu quả hơn. Những ý kiến đưa ra chưa tròn được 3 ngày. Vậy mà những cái thông tin liên quan tới ban lãnh đạo Thanh Hóa, và nhiều quý vị đã biết trước trong Hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương đã thông qua một cái nghị quyết cách tất cả các chức vụ của ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trong 2 nhiệm kỳ. Vậy mà thưa quý vị, những cái đồn đoán lúc đó cho rằng Trịnh Văn Chiến sẽ bị khởi tố bắt giam ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 8. Vậy mà nó không xảy ra, Trịnh Văn Chiến chỉ bị cách chức mà thôi. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra, phải chăng với cái thế lực Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang suy sụp và ông Phạm Minh Chính đã lấy được thành thế và đã khiến cho Trịnh Văn Chiến thoát tội hay không? Và thưa quý vị, một cái nội dung thứ hai chúng tôi tới với quý vị, đó là câu chuyện nhiều quý vị đã biết, lâu nay Bộ trưởng Công an Tô Lâm vẫn có cái tham vọng trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Dù rằng ông Tô Lâm làm cái nhân vật rất tích cực giúp đỡ cho Tổng Bí thư trong việc chống tham nhũng, loại bỏ các đối thủ chính trị, đồng thời nó cũng phục vụ cho các mục tiêu của ông Tô Lâm. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng nó được thể hiện qua những cái phát biểu của ông Tô Lâm mang hơi hướng khi thì của Chủ tịch nước, khi thì của Tổng Bí thư. Thậm chí khi thì ông Tô Lâm thể hiện những cái giọng điệu y như Thủ tướng. Mới đây nhất, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong cái cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, ông Tô Lâm được cho là có những cái phát biểu y như vai trò Thủ tướng trong cái cuộc họp diễn ra ngày 20 tháng 10. Theo giới phân tích đưa ra những cái nhận xét cho rằng trong lúc ngồi cạnh Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái, Bộ trưởng Công an Tô Lâm không chỉ lên tiếng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, thậm chí mạnh mẽ chỉ đạo về cái vấn đề phát triển kinh tế văn hóa của tỉnh Bắc Giang. Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang phải bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, đồng thời giao các chỉ tiêu cho tỉnh Bắc Giang. Đó là những cái điều khiến cho giới phân tích hết sức ngạc nhiên. Phải chăng ông Tô Lâm đã cảm thấy không còn cửa cho chiếc ghế Tổng Bí thư, đã chuyển hướng sang việc giành ghế của Võ Văn Thường, tức chiếc ghế Chủ tịch nước hay chiếc ghế của Thủ tướng Phạm Minh Chính? Chi tiết câu chuyện ra sao? Và thưa quý vị, ngoài ra, trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị các cái tin tức nổi bật trong tuần, đặc biệt liên quan tới một cái vấn đề xã hội. Đó là bài viết của nhà báo Nguyễn Thị Bích Ngà nói về vấn đề ngon bổ rẻ ở Việt Nam và tất cả xã hội Việt Nam lờ nhau không ai biết. Đây là một cái chủ đề theo chúng tôi, khán thính giả của KTV quan tâm. Và thưa quý vị, bài nói chuyện hôm nay sẽ kết thúc bằng bản tin liên quan tới chiến sự của giải Gaza cũng như chiến sự Ukraine. Một cái điều đáng chú ý đó là Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra cái lời kêu gọi đối với các quốc gia phương Tây phải thiết lập một trật tự thế giới mới, mà theo Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, 4-5 năm tới đây chúng ta làm những cái việc mà sau 40-50 năm sau sẽ thấy hiệu quả. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta chuyển sang nội dung bản tin thời sự. Một cái bản tin thời sự đầu tiên cũng liên quan tới tỉnh Thanh Hóa, nhưng nó là một cái nhân vật thân cận của Trịnh Văn Chiến. Đó là cựu chủ tịch Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng, cùng hai thuộc cấp, đã bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
với cáo buộc vi phạm các quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí nghiêm trọng. Theo đó, cựu chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cùng hai thuộc cấp đã làm thất thoát của nhà nước 55 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết, ngày 21 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã quyết định khởi tố bị can, đã được cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này ban hành áp dụng đối với ba nhân vật. Đó là ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Cù Đình Hiền, cựu phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân vật thứ ba là ông Bùi Văn Nam, cựu phó trưởng phòng Kinh tế Tài chính thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, được truyền thông nhà nước trích dẫn những sai phạm của các cá nhân vừa kể xảy ra từ năm 2013, khi ông Nguyễn Đình Xứng còn là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Đình Xứng đã bị cáo buộc đã phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã tại một dự án Hạp Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng cho 1 mét vuông, và mức giá đó đã được xác định từ năm 2009. Điều đó đã gây ra những thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền 55 tỷ 870 triệu đồng. Cũng liên quan tới cái dự án Hạc Thành Tower, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị; Đinh Xuân Hướng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã. Được biết lúc bị khởi tố, ông Hướng là bí thư huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, về mỗi tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thu vị. Vẫn theo truyền thông nhà nước cho biết, vào tháng 9 năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Xứng. Hình thức kỷ luật đó là xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2012-2014. Và thưa quý vị, một cái bản tin thứ hai có lẽ quý vị hết sức quan tâm, đó là làm cái bài phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do với giáo sư Kho Thầy Dơ từ trường Đại học Quốc học Hồng Úc về cách thức chọn nhân sự tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Như quý vị đã biết, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 8 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng được chọn làm trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, một cái câu hỏi mà dư luận quan tâm đó là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn một cái người kế cận như thế nào. Nhân dịp này, Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn giáo sư Kho Thầy Dơ. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, truyền thông trong nước đưa tin hôm 8 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng được chọn làm trưởng tiểu ban nhân sự cho Đại hội 14 sẽ diễn ra năm 2026. Nhân dịp này, AFA phỏng vấn giáo sư Kho Thầy Dơ ở trường Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Canberra, Úc về cách thức Đảng Cộng sản Việt Nam chọn nhân sự kế cận. Vị trí trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tác động thế nào đến chính trị Việt Nam? Trong Đại hội 13, ông Trọng cũng là trưởng ban nhân sự đại hội. Một số chuyên gia phân tích rằng ông đã đặt ra quy chế nhân sự để ông Trần Quốc Vượng kế vị, nhưng cuối cùng ông Vượng phải về hưu. Sự kiện này có phản ánh điều gì về cách đại hội đảng chọn nhân sự kế cận hay không? Trên cương vị tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm bồi dưỡng tiến cử người kế nhiệm. Với tư cách là trưởng ban nhân sự, Trọng sẽ lãnh đạo ủy ban, xác định quy mô của ban chấp hành trung ương mới, bao nhiêu ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết, xác định cơ cấu tuổi dưới 50 tuổi, trong và dưới 60, 60 đến 65 và trường hợp đặc biệt miễn trừ cho những người trên 65 tuổi, và thành phần của ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kế tiếp theo khối hoặc ngành. Các địa hạt này bao gồm chính quyền cấp tỉnh và địa phương, cán bộ giữ các chức vụ trong chính phủ trung ương và các cơ quan trung ương, quân đội, công an và các lĩnh vực khác. Người đứng đầu tiểu ban nhân sự sẽ chủ trì các cuộc họp của ủy ban để đánh giá xem những người được đề cử vào các vị trí trong ban chấp hành trung ương có đáp ứng các yêu cầu thiết yếu do điều lệ và quy định của đảng đặt ra hay không. Họ cũng có trách nhiệm đảm bảo việc chọn người sẽ đáp ứng các chỉ tiêu về đại diện ngành và độ tuổi. Sau khi tiểu ban nhân sự đáp ứng được,
những đề xuất nhân sự của họ phải được Bộ Chính trị chuẩn y, rồi trình Ban Chấp hành Trung ương phê duyệt. Ban Chấp hành Trung ương có tiếng nói cuối cùng. Những người được đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa tiếp theo phải nhận được ít nhất 50% cộng với một phiếu bầu. Tháng 11 năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương đã bác bỏ việc Tổng Bí thư đề cử Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm. Ban Chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm sẽ gửi kiến nghị tới các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Vào ngày cuối cùng của đại hội, các đại biểu sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới. Ban Chấp hành Trung ương mới sau đó sẽ họp và bầu ra Bộ Chính trị, sau đó bầu chọn một người trong Bộ Chính trị mới làm Tổng Bí thư. Tóm lại, tiểu ban nhân sự có vai trò nòng cốt trong việc định hình cơ cấu và thành phần của Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào năm 2026. Nhưng tiếng nói cuối cùng vẫn thuộc về các đại biểu đảng dự Đại hội 14. Nếu tiếng nói cuối cùng thuộc về đại biểu tham dự Đại hội 24, theo ông, điều gì quyết định việc bỏ phiếu của các đại biểu này tại đại hội? Trong đại hội đó, có sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng Bí thư không? Năm 2021 có 1.857 đại biểu tham dự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi đại biểu được phát một danh sách tất cả các ứng cử viên đã được Ban Chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm. Mỗi đại biểu được phát một danh sách tất cả các ứng viên đã được Ban Chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm phê duyệt để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương mới hoặc Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Danh sách này được chú thích chi tiết về vị trí mà ứng viên sẽ đảm nhiệm nếu được bầu. Tại đại hội không có một hoạt động vận động tích cực của cá nhân và các đại biểu không được đề cử bất kỳ ứng cử viên mới nào ngoài danh sách đã được thông qua. Cuộc bỏ phiếu là bí mật. Cũng có báo cáo rằng do các hạn chế của đại dịch Covid, việc bỏ phiếu được thực hiện bằng phương thức điện tử tại hội nghị vừa qua. Có thể sẽ có cuộc thảo luận không chính thức giữa các đại biểu tại đại hội. Ví dụ các đại biểu cùng tỉnh có thể thảo luận quan điểm của họ. Các đại biểu trước hết sẽ bỏ phiếu bầu ứng cử viên vào Ban Chấp hành Trung ương mới. Như trên đã nói, chỉ những ứng cử viên nhận được 50% cộng với một phiếu bầu mới được trúng cử. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương mới được bầu, Ban Chấp hành mới này sẽ tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên vào ngày cuối cùng của đại hội để bầu Bộ Chính trị mới. Sau đó họ sẽ bỏ phiếu xem thành viên Bộ Chính trị nào sẽ làm Tổng Bí thư. Tại đại hội vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm đã ấn định số lượng thành viên Bộ Chính trị mong muốn là 19, nhưng chỉ có 18 người đủ điều kiện. Nếu có tranh cử nội bộ trong đại hội đảng giữa các ứng viên, điều đó có thể định hình chính trị Việt Nam như thế nào? Các đại biểu tham dự đại hội toàn quốc chỉ có tác động không đáng kể đến thành phần ban lãnh đạo mới. Họ được quyền lựa chọn nhiều ứng cử viên hơn số lượng cần thiết để phục vụ cho Ban Chấp hành Trung ương. Kết quả cuối cùng chỉ khác một chút so với hạn ngạch đặt ra cho giới tính, độ tuổi và khối ngành cho Ban Chấp hành Trung ương mới. Kết quả quan trọng nhất của việc bỏ phiếu tại đại hội đảng toàn quốc là sự tiếp tục thay đổi thế hệ khi những người đương nhiệm trên 65 tuổi và không được miễn trừ trường hợp đặc biệt sẽ phải nghỉ hưu. Nhóm ứng cử viên cho tứ trụ lãnh đạo, Tổng Bí thư Đảng, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội phải phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm trong Bộ Chính trị mới đủ tiêu chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương mới sẽ bầu chọn ai là ủy viên Bộ Chính trị và ai sẽ là Tổng Bí thư. Chính Bộ Chính trị mới sẽ quyết định ai sẽ được đề cử vào Quốc hội để phê chuẩn làm Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Lý do bổ nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban nhân sự là gì? Việc để ông Trọng lãnh đạo tiểu ban nhân sự phản ánh những ưu tiên, mục tiêu của đảng như thế nào? Tổng Bí thư là người đứng đầu trong Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ và rất có thể sẽ nghỉ hưu tại Đại hội toàn quốc lần thứ 14. Ông đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho việc xây dựng đảng và loại bỏ những quan chức tham nhũng, bất tài và buộc những người khác phải chịu trách nhiệm về cách họ thực hiện chính sách của đảng. Trọng muốn để lại di sản của mình cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ông được đề cử vào chức vụ trưởng tiểu ban nhân sự cũng như trưởng ban văn kiện cho thấy ông được đa số ủng hộ trong Ban Chấp hành Trung ương. Xây dựng đảng, chống tham nhũng và chống các hiện tượng tiêu cực sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của thế hệ cán bộ đảng tiếp theo. Và thưa quý vị, liên tục chương trình chúng tôi bắt đầu một cái câu chuyện vì sao Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ủy viên Trung ương kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị Trung ương 8 đã bị Ban Chấp hành Trung ương quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các cái chức vụ trong đảng và chính quyền đối với ông Trịnh Văn Chiến. Những cái điều vừa kể nó khác với những cái đồn đoán trước trong Hội nghị Trung ương 8 cho rằng ông Trịnh Văn Chiến sẽ bị khởi tố bắt giam ngay sau khi Hội nghị Trung ương 8 kết thúc, và rõ ràng những cái điều dự đoán gần như chắc chắn đó đã không xảy ra, mà thay vào đó là cái nhân vật, là cấp phó của ông Trịnh Văn Chiến
đó là ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố bắt giam thay. Theo người Thanh Hóa nói, đó là hiện tượng lề lài cứu lề lợi. Nhiều quý vị đã biết ông Nguyễn Đình Xứng, 61 tuổi, là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã bị khởi tố do các cái sai phạm liên quan tới các cái cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí với một số tiền 55,8 tỷ đồng, tương đương với 2,2 triệu đô la Mỹ. Và thưa quý vị, vụ án Hà Thành Tower được khởi tố vào tháng 6 năm 2022. Trước đó, ông Nguyễn Đình Xứng và các thuộc cấp đã bị khởi tố bắt giam. Theo báo Thanh Niên cho biết, đây là một cái vụ án lớn ở tỉnh Thanh Hóa, không chỉ vì số tiền thất thoát, mà nó còn liên quan tới rất nhiều các cái cán bộ, lãnh đạo cấp sở, cấp tỉnh dính vào vòng lao lý. Một cái điều đáng nói thưa quý vị đó là, theo báo Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Xứng đã khai với cơ quan điều tra rằng trong vụ Hà Thành Tower, ông Nguyễn Đình Xứng cho biết ông chỉ làm theo lệnh của ông Trịnh Văn Chiến, cựu chủ tịch, cựu bí thư Thanh Hóa. Và đến nay nhiều quý vị đã biết, ông Trịnh Văn Chiến được ghi nhận làm một quan chức bề bối hàng đầu trong lịch sử của chính quyền cách mạng Thanh Hóa. Với một vụ tài tiếng nhất đó là ông Trịnh Văn Chiến cặp bồ với hot girl Quỳnh Anh từ năm 2016 có con riêng. Và cái vụ gian díu của ông Trịnh Văn Chiến đã khiến cho Trần Vũ Quỳnh Anh đã bị Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa sa thải khai trừ đảng. Trong khi đó có những cái tin cho rằng bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã được ông Trịnh Văn Chiến lót cho một cái ổ ở Úc. Và thưa quý vị, hệ lụy của ông Chiến cặp bồ đã khiến cho Ngô Văn Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, cựu phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, cũng bị cách tất cả các chức vụ trong đảng với lý do là người nâng đỡ không trong sáng cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, câu chuyện liên quan với ông Trịnh Văn Chiến, đã có những cái đồn đoán cho rằng ông Trịnh Văn Chiến sẽ bị khởi tố bắt giam ngay sau khi kết thúc hội nghị Trung ương 8. Xong, kết quả, điều quý vị đã biết, cuối cùng ông Trịnh Văn Chiến mới chỉ bị Ban chấp hành Trung ương cách tất cả các chức vụ ở trong đảng. Trịnh Văn Chiến làm cái hiện tượng cho sự bào chè dung túng. Những cái vụ việc xảy ra cách đây hơn 10 năm đến bây giờ mới được làm rõ. Và thưa quý vị, trong một cái bài bình luận của KTV trước đây về hiện tượng Trịnh Văn Chiến, hôm nay chúng tôi giới thiệu để quý vị thấy rằng Trịnh Văn Chiến với các cái thủ đoạn được cho là khủng khiếp ra sao. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung mà dư luận xã hội ngày hôm nay hết sức quan tâm, đó là liên quan tới câu chuyện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật gần như toàn bộ ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2010-2020. Và điều đó gần như toàn bộ các lãnh đạo cốt cán nhất của Thanh Hóa đã bị kỷ luật. Tuy nhiên, thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là tại sao những cái sai phạm của Trịnh Văn Chiến và một số lãnh đạo cấp cao của tỉnh Thanh Hóa xảy ra đã gần 10 năm, vậy mà bây giờ mới bị xử lý? Và một cái câu hỏi thứ hai đặt ra, liệu có phải chỉ có Thanh Hóa có những cái bộ máy lãnh đạo, công tác đảng, công tác chính quyền đều có những cái sai phạm tương tự như vậy nhưng vẫn chưa bị xử lý? Dư luận xã hội và các cái cựu đảng viên nói với KTV rằng đó là một cái điều thực sự chua chát. Và thưa quý vị, nhiều quý vị đã biết sau 3 năm rời ghế bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, dư luận xã hội và giới phân tích tưởng rằng dường như ông Trịnh Văn Chiến, một cái người 63 tuổi, đã hạ cánh an toàn để an vui hưởng lạc với một cái khối tài sản khổng lồ, với những cái bồ nhí mà ông Trịnh Văn Chiến đã nuôi trước đây. Mà nếu chúng tôi nhắc tới một cái tên gọi là hot girl Quỳnh Anh, thì hẳn hầu hết những người Việt Nam quan tâm tới chính trị đều biết một cái câu hỏi đặt ra, tại sao đột nhiên cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến lại bị buộc tội vì vi phạm nghiêm trọng liên quan tới các cái vấn đề trong công tác, đặc biệt liên quan tới tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết và tập đoàn AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và nếu quý vị biết rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có những cái mối quan hệ liên quan tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì điều đó, việc xử lý ban lãnh đạo Thanh Hóa có liên quan
tới quyền lực chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính hay không. Dư luận xã hội cho rằng lần này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà không tống Trịnh Văn Chiến vào lò thì hơi bị phí, bởi vì ông Trịnh Văn Chiến đã tiếp tay cho tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết và tập đoàn AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đặc biệt trong cái dự án FLC Đồ Sơn. Thậm chí tỉnh Thanh Hóa đồng lõa với FLC ngăn biển không cho người dân đi làm cá. Nhưng một cái tội lớn nhất của Trịnh Văn Quyến dư luận xã hội chê bài dè biểu đó là ngày xưa Trịnh Văn Chiến ăn ốc xong bắt Phó Bí thư Ngô Văn Tuấn đổ vò trong vụ hot girl Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, dư luận xã hội cho rằng ngay lập tức các cơ quan bảo vệ công tư pháp, đặc biệt Bộ Công an phải ra lệnh cấm xuất cảnh đối với các cái nhân vật lãnh đạo cấp cao của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Trịnh Văn Chiến. Nếu không, Trịnh Văn Chiến sẽ bỏ trốn sang Úc để chung sống với hot girl Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, báo Tuổi Trẻ ngày 15 tháng 6 đã dần thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy kết ông Trịnh Văn Chiến và toàn bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, theo đó đang vi phạm các nguyên tắc tập trung dân chủ, các cái quy chế làm việc. Trịnh Văn Chiến và tập thể lãnh đạo Thanh Hóa đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đáng lo ngại, những cái sai phạm của Bí thư Trịnh Văn Chiến và tập thể thường vụ lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm nghiêm trọng các cái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc chấp thuận các cái chủ trương, trong việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận, tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ quản lý sử dụng ngân sách một số dự án liên quan, trong đó có dự án của công ty cổ phần tập đoàn FLC và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Theo đó, một số cán bộ đảng viên lãnh đạo cấp cao của tỉnh Thanh Hóa còn kê khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Một số cán bộ đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí nhiều người bị xử lý hình sự. Đó là lý do Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật toàn bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trong các nhiệm kỳ 2010-2020, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các cái cá nhân, trong đó đáng chú ý ông Mai Văn Đình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Một cái nhân vật thứ hai là ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chưa hết, thưa quý vị, các ông Nguyễn Đình Sứ, Mai Xuân Liêm, nguyên Phó Bí thư hay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng bị xem xét kỷ luật, trong đó Chu Phạm Ngọc Hiền, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng có tên trong danh sách kỷ luật. Chưa hết, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Lê Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, một cái danh sách dài tới 16 lãnh đạo, có lẽ chúng tôi không có thời gian để trình bày, nhưng quý vị thấy rằng tại sao những cái sai phạm đó xảy ra trước khi những cái nhân vật vừa kể tiếp tục thăng tiến, được bổ nhiệm những cái chức vụ đảm trách các cái công việc với chức vụ quan trọng, đặc biệt liên quan tới công tác tuyên giáo là một ví dụ. Chúng tôi nói những cái điều vừa kể để quý vị đừng có tin những cái thằng mặt trời chán bóng trong chiếc cái bộ đồ sang trọng đứng trên bục giảng về cái vấn đề đạo đức, nhưng bản thân chúng nó còn xấu hơn cái mà chúng ta kinh tởm nhất. Đó là chúng tôi chưa kể tới hàng loạt các cái nguyên giám đốc, cựu giám đốc của tỉnh Thanh Hóa cũng bị kỷ luật do liên quan tới các cái vi phạm khuyết điểm, đặc biệt vấn đề nhũng lạm, cố ý làm sai nguyên tắc, gây thiệt hại lớn về tiền bạc tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương,
theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới cái mức phải xem xét kỷ luật nghiêm khắc. Ở đây có một cái vấn đề chúng tôi muốn nói quý vị, đó là tại sao kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan tới các cái lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa không thực hiện đúng đủ các cái quy định của Ban Bí thư của Bộ Chính trị liên quan tới cái việc kê khai tài sản. Một cái câu hỏi đặt ra phải hỏi người đứng đầu đảng, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực sự gương mẫu làm gương hay chưa? Và thưa quý vị, trở lại những cái phản ứng của dư luận xã hội. Dư luận xã hội từ ngạc nhiên tới hưởng ứng và đồng tình, đặc biệt người ta quan tâm tới cái tên tuổi ông Trịnh Văn Chiến cách đây 6 năm gắn với tên của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, một cái hot girl xứ Thanh Hóa, nguyên cựu quan chức của Sở Xây dựng Thanh Hóa năm 2017, sau đó xin thôi việc và biến mất trên trái đất này. Dư luận xã hội cho rằng thời điểm đó, truyền thông nhà nước Việt Nam đã tốn rất nhiều giấy mực nói về cái mối quan hệ giữa Bí thư Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến và bà Trần Vũ Quỳnh Anh, một người được cho là hot girl, đồng thời đóng cái vai trò là phòng nhì của Bí thư Trịnh Văn Chiến. Theo đó, một cái điều đáng chú ý mà truyền thông nhà nước thời điểm đó cho biết, bà Vũ Thị Quỳnh Anh, bà Trần Vũ Quỳnh Anh là một cái nhân vật chính trong loạt bài Quan lễ thần tốc của hot girl xứ Thanh. Đây là một cái phóng sự điều tra của báo Thanh Niên. Theo báo Thanh Niên cho biết, bà Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản của tỉnh Thanh Hóa khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định về công tác nhân sự. Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa và sau này là phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, là người chịu trách nhiệm chính trong cái việc bổ nhiệm thần tốc đối với hot girl Quỳnh Anh nên đã bị khiển trách. Vậy mà tiếp đó, cựu giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa lại tiếp tục thăng tiến ngồi vào ghế phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, sau đó bị điều tra, kiểm tra và bị giáng xuống làm phó phòng quản trị tài vụ thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giới phân tích và dư luận xã hội cho rằng trong cái vụ án liên quan tới Trần Vũ Quỳnh Anh, Trịnh Văn Chiến và ông Ngô Văn Tuấn là câu chuyện Bí thư Trịnh Văn Chiến lập bà Quỳnh Anh làm bồ nhí nhưng cuối cùng không bị ảnh hưởng và đến tuổi thì về hưu vào năm 2021. Cũng như năm 2017, báo Dân Việt đã dẫn lời ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội, đã đưa ra vấn đề này tại nghị trường Quốc hội. Khi đó, cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện Trung ương, đã cho rằng vụ của cô Quỳnh Anh ở lãnh đạo Thanh Hóa hiện nay làm cái vấn đề gây lùm xùm dư luận xã hội như vậy. Tại sao bây giờ không xử lý, để rồi nghe đâu cô Quỳnh Anh đã đi New Zealand? Và đó là một cái điều giới phân tích cho rằng dư luận xã hội hết sức bất bình. Theo Lưu Bình Nhưỡng nói, đây là một cái điều tôi đã nói nhiều lần về vấn đề này. Khi các cán bộ đã có những vấn đề chưa được làm rõ thì yêu cầu phải hạn chế xuất cảnh. Nhưng cuối cùng, các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn để cho họ rời khỏi nước như là một cái cách trốn chạy trách nhiệm, không để liên quan tới những cái lãnh đạo khác. Và thưa quý vị, đó là một điều sự thật. Và đó cũng là một trong những lý do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã loại ông Lưu Bình Nhưỡng, một cái đại biểu Quốc hội mà người dân cũng như cử tri Việt Nam hết sức ủng hộ và coi đó là một trong 7 các cái đại biểu Quốc hội vì dân. Nhưng sau đó, ông Lưu Bình Nhưỡng lẫn báo Dân Việt không dám nhắc tên Trịnh Văn Chiến trong các cái phát biểu, làm cái điều cho thấy uy quyền của Trịnh Văn Chiến không hề nhỏ. Mà nếu quý vị biết rằng Trịnh Văn Chiến là một cái nhân sự liên quan tới sự sắp đặt của ông Tô Huy Rứa, một cái nhân vật được cho là thân cận của ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư, và Tô Huy Rứa sau này đã giúp cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều trong cái việc loại bỏ ông Ba Dũng. Và thưa quý vị, thầy giáo Thái Hạo trong status với tiêu đề cay đắng ngày hôm nay nó viết trên trang Facebook cá nhân cho rằng 20 quan lớn thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi tên trong cái án kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương vì những cái vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước. Một cái điều lạ lùng đó là những cái câu chuyện kéo dài từ năm 2010 tới năm 2021.
tức là hơn 10 năm, trong đó có hai nguyên bí thư tỉnh ủy, là những nhân vật tài tiếng, dính chàm rất nhiều, có rất nhiều các sai phạm và bây giờ mới bị gọi tên, trong đó có việc liên quan tới tập đoàn FLC và tập đoàn IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo thầy giáo Thái Hải, dư luận cả nước đang râm ran vui mừng, nhưng tôi ngược lại, tôi chỉ cảm thấy cay đắng. Vì sao lại nói như vậy? Theo tác giả, theo báo chí, cả 7 dự án FLC ở Thanh Hóa đều có vấn đề, chỉ điểm qua một cái vài việc lặt vặt trong số ấy. Ví dụ như khi chưa có tập đoàn FLC về xây dựng, dọc bãi biển Sầm Sơn là nơi mưu sinh của biết bao nhiêu thế hệ những người ngư dân thuyền chài. Vậy mà đến khi tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết xây dựng xong khu FLC Sầm Sơn, thì người dân ở đây không được vào bãi biển để đánh bắt cá, để cào ngao, mặc dù đó là một phần bãi biển không thuộc quản lý của tập đoàn FLC. Thầy giáo Thái Hạo trích từ một cái bài viết của Vietnamnet với tiêu đề "Người dân tụ tập trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, đòi FLC phải trả lại biển cho người dân". Chưa hết thưa quý vị, người dân Sầm Sơn kéo lên tỉnh phản đối. Khi đó bí thư ông Trịnh Văn Chiến nói với báo chí rằng: "Trong những ngày qua tôi nghe báo cáo rất nhiều những cái thông tin hoàn toàn sai sự thật, những cái thông tin đó cho thấy người dân đi sai với đường lối của Đảng, của nhà nước, có những sự kích động của một số người xúi giục khiến cho bà con người dân kéo nhau lên tỉnh. Nó là cái vấn đề vi phạm pháp luật". Cùng thời gian này, tỉnh ủy Thanh Hóa ra công văn số 297 công văn tỉnh ủy ngày 19 tháng 9 năm 2016 phản ánh cho rằng thời gian gần đây một số tờ báo, nhất là các cái blog, mạng xã hội phản động đã đăng những cái tin bài ảnh không đúng tình hình Thanh Hóa, trong đó có một số bài viết hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở, vu khống bôi nhọ lãnh đạo, tập bù mà trực tiếp là đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Những cái thông tin sai trái như vậy đã làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư và hình ảnh vị thế của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, và điều đó ảnh hưởng tới uy tín, ảnh hưởng tới hình ảnh của các cái lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đó là lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vào cái thời điểm đó đã ra quyết tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo với Trung ương và tổ chức điều tra xác minh kết luận và sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những cái nội dung chúng tôi vừa kể đó là nội dung đăng trên báo Dân Việt trong bài viết với tiêu đề "Vụ FLC bị thu hồi, bí thư Thanh Hóa nhận trách nhiệm và xin lỗi nhân dân". Trở lại bài viết của tác giả thầy giáo Thái Hạo cho biết: "Thời gian đó tôi chưa lập tài khoản mạng xã hội Facebook, tôi cũng không viết lách về các cái vấn đề xã hội. Nay nhân sự kiện kỷ luật một lúc hàng chục các lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, từ quan đầu tỉnh tới các cái giám đốc sở, nên tôi mới bỏ thời gian tìm hiểu các cái thông tin trong quá khứ". Theo tác giả Thái Hạo, thật là bất ngờ, chính cái Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời đó từng lớn tiếng viết những cái lời cảnh báo, đe dọa xử lý, này lại đúng như những cái gì mà dư luận xã hội và các cái nhà báo tự do cáo buộc, và lúc đó họ đã phủ nhận, thậm chí đưa ra những cái lời đe dọa. Vẫn theo thầy giáo Thái Hạo, tôi đã phải tự hỏi không biết lúc đó người dân nào bị người ta phạt tiền hay bị đi tù về viết những cái điều mà lãnh đạo Thanh Hóa cho rằng vu khống bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa hay không. Vẫn theo tác giả, một cái bộ máy với tính chất tập quyền mà những người lãnh đạo cao nhất như Thanh Hóa hư hỏng như vậy thì hậu quả của nó không thể đong đếm hết. Nó không phải chỉ gây thiệt hại rất lớn về tiền và tài sản như thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà cứ nhìn mỗi cái sự kiện, người dân Thanh Hóa thời điểm đó họ mất kế sinh nhai như đã nêu thì rõ ràng. Số phận hàng trăm hàng vạn con người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí họ rơi vào bi kịch mà thời điểm đó họ biết kêu ai. Và nếu có kêu thì đã thấy họ nói thật mà còn vu cho họ là phản động, vu khống và bôi nhọ. Theo tác giả Thái Hạo, tôi nói cay đắng về câu chuyện Thanh Hóa là vì lẽ vừa kể.
mà còn vì những cái sai phạm tại sao kéo dài suốt cả chục năm trời, bây giờ khi họ trở thành nguyên lãnh đạo, rồi mới được hồi ra, và biết bao nhiêu những cái sự phá hoại, hậu quả đau thương trên đời sống của người dân gần như không thể khắc phục được nữa. Là một cái người con của xứ Thanh, theo thầy giáo Thái Hạo, tôi không thấy gì vui mừng trước cái sự kiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật đối với ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, mà chỉ hỏi mãi một câu rằng tại sao không xây dựng một cái cơ chế đủ tính khoa học để ngăn chặn một cái tình trạng các cái lãnh đạo tự tung tự tác, thao túng rồi vi phạm các cái sai phạm động trời như thế, để phát huy và phát triển đất nước một cách bền vững, thay vì cứ miệt mài đốt lò hết ông nọ lại mọc ông kia. Và kết luận bài viết nhà giáo Thái Hạo cho rằng tôi viết đến đây, tôi lại tự hỏi cá nhân tôi và các bạn rằng không biết hàng trăm các cái hộ ngư dân Sầm Sơn, họ mất biển cách đây 10 năm, bây giờ họ đang ở đâu, họ đang làm gì và cuộc đời của họ đã ra sao sau một cái bắt tay vui vẻ của các cái quan chức và sự nể vị của ai đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái câu chuyện về tình hình chính trường Việt Nam. Một cái câu chuyện chúng tôi tới với quý vị hôm nay trong bản tin nội chính và thuyết âm mưu, đó là câu chuyện vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đặc biệt kể từ sau Hội nghị Trung ương 7, khi ông Nguyễn Phú Trọng không hạ bệ được ông Phạm Minh Chính. Theo giới quan sát cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm loay hoay, không có những cái quyết định cụ thể trước một cái tương lai được cho là mờ mịt. Theo đó, trước đây Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có ý định ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với những cái tiết lộ cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiến hành một cái cuộc đảo chính không tiếng súng, vô hiệu hóa hầu như tất cả ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nhưng thưa quý vị, rõ ràng sau đó, nhất là thời gian gần đây, những phát biểu của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho thấy hình như mưu đồ tiếng quyền trước Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng có những cái dấu hiệu lùi bước. Theo giới quan sát, kể từ đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm có những cái phát biểu lúc thì nhân danh Chủ tịch nước, lúc thì nhân danh Thủ tướng Chính phủ. Nó cho thấy một cái lập trường không kiên định, thậm chí lúng túng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đó là lý do theo giới thạo tin cho rằng ông Tô Lâm đang phấn đấu ngồi vào cái chiếc ghế 4+1, tức là khó có thể lọt vào tứ trụ, sẽ thiết lập một chiếc ghế quyền lực nhưng không nằm trong tứ trụ. Và mới nhất theo giới quan sát, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong cái cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đưa ra những cái ý kiến chỉ đạo y như Thủ tướng. Theo đó, trong lúc ngồi cạnh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Bộ trưởng Công an Tô Lâm không chỉ lên tiếng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, mà Tô Lâm còn mạnh miệng chỉ đạo về sự ổn định chính trị cũng như việc phát triển kinh tế văn hóa tại tỉnh Bắc Giang. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang phải bám sát một sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, cũng như Bộ trưởng Công an Tô Lâm giao một cái chỉ tiêu cho tỉnh Bắc Giang. Cụ thể, Bắc Giang nằm trong 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GDP, P, tức tổng sản phẩm trên địa bàn, và Bắc Giang phải phấn đấu trở thành một cái tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước. Theo giới quan sát cho rằng không thấy bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói về chuyện Bộ trưởng Công an Tô Lâm có chỉ cho Bắc Giang bằng cách nào có thể đạt được các cái mục tiêu như vừa kể. Đó là lý do theo giới quan sát và giới thạo tin ở Việt Nam cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm liên tiếp có các cái hoạt động tương tự những cái phát biểu mang hơi hướng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Đó là lý do công luận suy đoán rằng ông Tô Lâm đang hy vọng một cái khuôn hình theo mẫu tứ trụ cộng một. Trước đó, ngày 16 tháng 10, vẫn theo trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã tiếp ông Marco Della Seta, tân đại sứ Italy tại Việt Nam. Trong khi đó, đó là công việc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Được biết tại cuộc gặp, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng nói về giọng điệu của Chủ tịch nước khi đánh giá những cái quan hệ
Việt Nam-Italy. Theo ông Tô Lâm, quan hệ Việt Nam-Italy đã phát triển tích cực, toàn diện và càng ngày càng đi sâu vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Xin nhắc lại, giữa tháng 9, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng gây ra một cái sự chú ý khi sang thăm Trung Quốc, đồng thời vào một cái thời điểm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng hai ông ở hai chuyến thăm khác biệt. Được biết, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 14 tháng 9 đã được các nhân vật cấp cao của Trung Quốc đón tiếp. Đồng thời, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nhận được một cái giải thưởng danh dự của nhà nước Trung Quốc với lý do Bộ trưởng Công an Tô Lâm nó góp phần đẩy mạnh làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Và điều đó càng ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển thực chất quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới. Theo giới phân tích cho rằng chuyến thăm vừa kể của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã được nhà nước Trung Quốc tiếp đón rất long trọng, dường như là những tín hiệu cho thấy Trung Quốc thừa nhận Tô Lâm là một cái nhân vật có triển vọng lọt vào tứ trụ tại Đại hội Đảng 14 tới đây. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, Bộ Công an của Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm là một cái bộ siêu quyền lực ở Việt Nam hiện nay. Quyền lực ngành công an và cá nhân của Bộ trưởng Công an Tô Lâm rõ ràng cứ phình lên từng ngày. Trong khi đó, Quốc hội và các cái cơ quan, các bộ ngành từ trung ương tới địa phương được cho là cứ nhũn như con chì chì, không có ý kiến, cuối cùng cũng thông qua tất cả các yêu cầu của Bộ Công an. Ví dụ liên quan tới cái việc bổ sung danh sách tướng lĩnh Bộ Công an nằm trong các cái cơ quan của Quốc hội. Và đó là lý do tại sao giới phân tích cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang có những cái hành động được cho là tiếm quyền, lấn át các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Câu chuyện bắt đầu từ cái việc hộ chiếu mẫu mới của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã bỏ mục tươi sinh, sau đó bị nhiều quốc gia trên thế giới từ chối. Vậy mà Quốc hội Việt Nam, các bộ ngành, các cơ quan bảo vệ pháp luật không ai dám chất vấn Bộ Công an lấy một lời, mà sau đó lại bấm nút chữa cháy thông qua một cái mẫu hộ chiếu mới, trong đó ghi đầy đủ nơi sinh, hay câu chuyện chứng minh thư nhân dân đổi xoanh xoạch, nào là từ 9 số lên 12 số, rồi bỏ một đọ thêm một kia, nào là căn cước gắn chip chỉ là cái chứng thư hành chính cho 100 triệu dân. Vậy mà Bộ Công an và Bộ trưởng Công an Tô Lâm thay đổi xoành xoạch với một tốc độ chóng mặt trong vài năm. Vậy mà Quốc hội cũng im lặng và thông qua. Được biết sắp tới Quốc hội sẽ xé đôi luật giao thông đường bộ, xén các miếng ngon liên quan tới việc xử phạm các cái vi phạm hay việc cấp phép lái xe, mà nó có thể liên quan tới cả việc đăng kiểm, giao cho ngành công an phụ trách. Rồi mới đây một cái luật an ninh cơ sở sẽ tăng cường quyền nguồn lực cho Bộ Công an và lực lượng công an cơ sở, thậm chí Bộ Công an trở thành một cái lực lượng lấn át của Bộ Quốc phòng. Điều đó thể hiện trong vấn đề phân bổ ngân sách hiện nay, Bộ Công an chỉ thua kém Bộ Quốc phòng mà thôi, trong khi ngân sách cho Bộ Công an lên cái mức gấp 13 lần chi phí ngân sách cho Bộ Giáo dục và Bộ Y tế. Chưa hết, thưa quý vị, trong cái bài bình luận có tựa đề Đại tướng Công an Tô Lâm muốn thay thế Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo tác giả Gió Bấc cho rằng qua các cái đại án gần đây, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chiếu tướng bắt xe thanh lọc gần 1/3 thành viên của Hội đồng Chính phủ, và điều đó khiến cho hai phó thủ tướng đương nhiệm, đó là ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh, phải hát một cái bài ca Em Không Dám Đâu, tự xin làm người tử tế, từ chức và về hưu. Cộng với việc hàng loạt các cái bộ trưởng thứ trưởng phải rời ghế vàng ghế bạc đi chăn kiến trong tù. Một cái động thái mới nhất trong kết luận điều tra của vụ đại án Việt Á lần này, theo tác giả, về cái việc đề nghị truy tố các cái bị cáo, Bộ Công an còn đính kèm theo đề nghị 7 điểm. Theo lối thất trảm sớ của Chu Văn An đối với chính phủ, theo đó văn bản thất trảm sớ của Bộ Công an không nói kiến nghị này gửi cho ai, nhưng hầu hết các cái nội dung đều nhằm vào công việc chấn chỉnh, điều hành, kiểm tra, thiết lập cơ chế hoạt động
của các bộ hay liên bộ, các chính quyền địa phương. Theo giới phân tích cho rằng, thất trạng sớ của Bộ Công an nó hào hào giống như một cái văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính với cái nội dung chi tiết 7 kiến nghị cụ thể như sau. Thứ nhất, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế theo Bộ Công an cần phải nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, kiểm soát hoạt động của các cơ quan chuyên môn để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và đúng pháp luật. Một cái vấn đề thứ hai trong kiến nghị đó là Bộ Kế hoạch Công nghệ cần phải rà soát cơ cấu tổ chức và các cái văn bản pháp luật liên quan, phải chủ động hay báo cáo các cái cấp có thẩm quyền để điều chỉnh sửa đổi theo hướng các cơ quan chuyên trách quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ. Một cái vấn đề thứ ba đó là Bộ Y tế cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện xử lý các cái hành vi sai phạm trong công tác cấp số đăng ký lưu hành các cái sản phẩm y tế, để phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan có biện pháp quản lý giá đối với các cái vật tư, sản phẩm xét nghiệm y tế. Một cái vấn đề thứ tư theo Bộ Công an, Bộ Khoa học Đầu tư, các bộ, các ngành có liên quan cần phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, hướng dẫn việc thực hiện chỉ định thầu rút gọn trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, địch họa, đặc biệt là các cái gói thầu có giá trị lớn chưa được phân bố dự toán ngân sách thực hiện. Vấn đề thứ năm theo Bộ Công an, các cái tỉnh thành phố cần phải chủ động kiểm tra, rà soát chấn chỉnh các hoạt động của các đơn vị, các cái cơ sở y tế công lập trong các hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư y tế, cùng với đó là việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong mua sắm, đấu thầu cho các cái cán bộ thuộc các cái đơn vị hay cơ sở y tế, phòng ngừa các vi phạm hay hành động tội phạm. Một vấn đề thứ sáu, Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính phải xem xét việc xử lý hành chính đối với các công ty thẩm định giá có sai phạm, theo đó phải đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Và một cái vấn đề cuối cùng trong kiến nghị của Bộ Công an, theo đó ngoài các bị can đã bị đề nghị truy tố, Bộ Công an kiến nghị các cái cơ quan chủ quản cần phải xử lý nghiêm các cái cá nhân có hành vi liên quan nhưng chưa đủ hay chưa tới mức phải xử lý hình sự. Và thưa quý vị, thất trạng sớ của Bộ Công an vừa kể được giới phân tích và dư luận sâu cho rằng thông thường các cái văn bản của cơ quan tố tụng hình sự nó có thể đưa ra các cái kiến nghị liên quan tới cái việc xử lý những cái đối tượng có liên quan vụ án nhưng chưa tới mức xử lý hình sự hoặc tiếp tục xử lý trong các vụ án khác, thì rõ ràng trong thất trạng sớ của Bộ Công an chỉ có hai điểm cuối, cùng với cái kiến nghị nêu những cái đối tượng cụ thể cần phải xử lý hành chính, còn năm điểm đầu tiên của kiến nghị nó chỉ là những cái thuần túy mang tính chất chỉ đạo hoạt động điều hành cơ chế chính sách của các cái bộ và liên bộ mà thôi. Việc đó là việc của Thủ tướng chứ không phải là việc của Bộ Công an. Do đó các cái nội dung kiến nghị của Bộ Công an được nêu như vừa kể trong các cái phiên họp thường kỳ của Chính phủ hay trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính lẽ ra sẽ phù hợp hơn. Đặt ra trong hồ sơ tố tụng, trong kết luận điều tra là những cái điều cho thấy tham vọng quyền lực của Bộ trưởng Công an. Vì được nêu ra như vậy, cách nào đó khiến cho dư luận xã hội hiểu rằng ngoài các cái bị cáo là các quan chức đang bị truy tố thì cả các cái pháp nhân bốn bộ được Bộ Công an hai tên trong kết luận điều tra, đó là Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư là những cái đối tượng có liên quan tới vụ án song chưa tới mức phải xử lý hình sự. Những cái điều vừa kể khiến cho dư luận xã hội có quyền suy ra rằng Bộ Công an đang muốn dằn mặt ai đó bằng một cái thất trảm sớ 7 điểm vừa kể. Trong khi đó có những ý kiến cho rằng thất trảm sớ của Bộ Công an có thể được suy diễn đó là cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đứng trên to hơn các cái bộ, ban ngành của Chính phủ, thậm chí Bộ Công an có quyền lên mặt dạy đời, sắm vai Chính phủ để chỉ đạo các hoạt động điều hành, phối hợp với các bộ ngành địa phương.
Nhưng rõ ràng Bộ Công an chỉ là một bộ tương đương với các bốn bộ vừa kể. Dư luận xã hội cho rằng áo mặt sao qua khỏi đầu. Đương nhiên có những ý kiến nhận định cho rằng bố bảo cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng không dám uống thuốc liều đến cái mức như vậy nếu không do Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chuẩn thuận và bật đèn xanh. Và phải chăng đó là cái điều Bộ trưởng Công an muốn nhắn gửi tới ông Phạm Minh Chính? Chưa hết phải rằng sau Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn chính phủ của Phạm Minh Chính phải thành lập một cái cơ quan giúp việc thứ hai cho Bộ Công an. Hay Bộ Công an, cụ thể là Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn biến chính phủ thành cơ quan giúp việc cho Bộ Công an. Có nghĩa là Tô Lâm không giấu giếm một cái ý định tiến quyền thủ tướng, chiếm một suất đặc cách để nối tiếp sự nghiệp cống hiến hy sinh cho đảng thêm một cái nhiệm kỳ tại Đại hội 14. Giới phân tích cho rằng những ý tứ sâu xa trong văn bản thất cảm sớ của Bộ Công an chỉ có tôi Lâm biết, chứ người dân làm sao mà biết và hiểu nổi. Tuy nhiên với cái nội dung ngay cái điểm kiến nghị đầu tiên, đó là Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế cần phải nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, kiểm soát hoạt động của các cái cơ quan chuyên môn. Những cái điều vừa kể cho thấy Tô Lâm không giấu giếm những cái tham vọng thay thế thủ tướng, và dư luận xã hội và người dân thấy xa thực tế như mặt trời với mặt trăng. Nó làm cái điều không thể tin nổi. Tương tự như chuyện Bộ Công an nói rằng nghi can Trịnh Xuân Thanh đã từ Đức chủ động quay về Việt Nam tự thú, trong khi đó dư luận xã hội cho rằng các cái vụ án gần đây liên quan tới lực lượng công an, đó là vụ bắt cóc trẻ em tống tiền 15 tỷ, bắn rơi của dân. Đó là lý do tại sao mạng xã hội làm chuyển một cái câu thành ngữ nhục nhã ê chề, công an bắn nhầm dê và bây giờ lại bế nhầm dân. Thành ngữ vừa kể để mỉa mai hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Những cái kẻ đang ăn tiền lương từ tiền thuế của nhân dân lẽ ra phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho đất nước và sự an toàn của người dân. Những cái điều vừa kể liên quan tới những vụ án điển hình chấn động dư luận trong những ngày gần đây, điều đó là gây ra những cái bức xúc trong việc công an hành dân, thậm chí coi thường dân. Ví dụ như câu chuyện cảnh sát giao thông gần đây ngang nhiên chặn đường bắt xe xin tiền bãi lộ mỗi giờ mỗi phút khắp cả nước, khiến cho từ tài xế lái xe tới học sinh sinh viên cũng như các người nội trợ đi chợ đều quá rành câu chuyện công an giao thông chặn phương tiện để xin tiền bánh mì. Đó là chưa kể tới cái vấn nạn công an nhân dân chạy án hối lộ, tham nhũng thu tiền bảo kê cho tất cả các hoạt động dịch vụ xã hội đen từ lớn tới nhỏ, từ ngoài biển tới trên bờ. Trên bờ các cái tiểu thuyền có cái sạp nhỏ ven đường, mỗi tháng cũng phải mất tiền cà phê cho công an khu vực mới được yên ổn làm ăn. Các cái quán ăn, các cái tiệm xe, cửa hàng, các cái doanh nghiệp đều phải nộp phí hàng tháng nếu không muốn gặp rắc rối. Trong khi ở ngoài biển Đông, thay vì việc phải bảo vệ ngư dân bị Trung Quốc ức hiếp, thì lực lượng cảnh sát biển tiếp tay cho buôn lậu xăng giả, thu tiền mãi lộ của các cái tàu bè chở hàng, không kém gì lực lượng hải tặc. Thưa quý vị, ở chỗ này, có lẽ tác giả quên, bởi vì lực lượng cảnh sát biển nó là một lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng chứ không thuộc Bộ Công an. Và mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra những cái mục tiêu khiến cho xã hội kinh ngạc. Đó là làm sao phải giảm được cái số lượng người đi tù, theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Điều đó nó mang một ý nghĩa nhân văn rất lớn. Phải làm thế nào để từng xã, từng phường, từng thôn, từng xóm không có tội phạm, để người dân đi ngủ, vắng, nhà không phải khóa cửa. Song dư luận xã hội và giới phân tích cho rằng mỉa mai thay số lượng công an đi tù tăng lên hàng ngày và có xu hướng ngày càng nhiều hơn, trong khi người dân Việt Nam tất cả các tỉnh thành ở trong nhà đóng cửa còn nơm nớp lo sợ cướp, thì làm sao mong muốn họ đi vắng hay đi ngủ mà vẫn mở cửa, trong khi lực lượng trộm cướp bây giờ chính lại là lực lượng công an. Giới phân tích cho rằng trong cái thể chế chính trị Việt Nam hiện nay,
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cái văn bản thất trảm sớ đã hoạch định các chính sách điều hành hoạt động của các bộ ngành. Lẽ ra đó là những cái đơn vị chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Ông Tô Lâm đòi hỏi những cái câu chuyện vừa kể cho thấy Tô Lâm có uy quyền trên vạn người và chỉ chịu dưới một người. Một cái câu hỏi đặt ra liệu trong Bộ Công an hiện nay có ai theo cơ chế nào quy định cho phép Bộ trưởng Bộ Công an kiểm soát quyền lực của các bộ trực thuộc chính phủ, thậm chí kiến nghị cấp dưới kiểm soát quyền lực của cấp trên, là cái hành động ngược ngạo như chuyện ngựa đùa dưới nước, tàu chạy trên bờ, một cái sự hỗn hào của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Theo tác giả, vụ đại án Việt Á xảy ra do Trung Ngọc Anh chủ động dành suất cho công ty Việt Á tham gia cuộc họp huyện quân y để nghiên cứu một cái chương trình sản xuất kit test, và Trung Ngọc Anh được cảm ơn 200.000 đô la, trong khi Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, chủ động tốc hành cấp phép lưu hành kit test Việt Á, thì sau đó cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhận cảm ơn 2,5 triệu đô la. Rồi những sản phẩm kit test Việt Á bán với giá trên trời, với cái số lượng hơn 8 triệu kit test, hoàn toàn không do các cái kẽ hở của pháp luật, mà nó là lý do cả một cái bộ máy các bộ, các ngành, kể cả Ban Chỉ đạo Phòng chống đại dịch COVID-19, cũng có những sự phối hợp ăn ý, tiếp tay, sử dụng quyền lực và các cái thủ thuật, dùng kèn chống, họp báo, công bố, bốc thơm, đưa những thông tin giả về ưu điểm của sản phẩm kit test Việt Á với mục đích để đánh lừa dư luận, trong khi lãnh đạo nhà nước và chính phủ cố tình không mua vaccine COVID-19 mà thực hiện với chiến lược Zero Covid, hô hào săn tìm các cái ca F0, rồi xét nghiệm đại trà bắt dần phải quấy mũi với đủ lý do vô lý nhất. Hai bộ trưởng và tất cả các quan chức có liên quan đến luật của năm cam, đó là ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long, đã thực hiện một cái khẩu hiệu cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Những cái điều vừa kể cho thấy nội dung kiến nghị của Bộ Khoa học Công nghệ khi Bộ Công an cho rằng cần phải rà soát cơ cấu tổ chức các cái văn bản pháp luật hiện hành, phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh sửa đổi theo hướng có cơ quan chuyên trách quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đó là một kiến nghị thừa thãi vô lý mà giới phân tích cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cố tình lắp thêm một cái bánh thứ ba cho xe ngựa. Và việc bổ sung các cái văn bản luật lệ, nó chỉ có ý nghĩa làm tăng giá tiền cảm ơn cao hơn, chứ nó không thể ngăn chặn được lòng tham vốn là cái tính trời ban, làm cái sản phẩm đặc trưng của quan chức cộng sản. Chưa hết, theo tác giả, tương tự như các cái điểm kiến nghị thứ ba, thứ tư hay thứ năm, nó cũng chỉ là những cái khẩu hiệu, những cái công thức sáo rỗng được Bộ Công an xây dựng trên tiền đề giả để đổ lỗi cho những cái lý do khách quan, đó là thiếu quy định chưa chặt chẽ nên phát sinh ra tham nhũng. Dư luận xã hội cho rằng công bằng mà nói, xem đây chỉ là cái vụ án liên quan tới Phan Quốc Việt lợi dụng các cái quan chức nhà nước để thổi giá cái tên Việt Á. Đó là lý do Bộ Công an của ông Tô Lâm đã cố tình bừng bít bản chất sự thật của vụ án. Bộ Công an và Tổng Bí thư cố tình bao che trùm cuối của vụ án, cũng như làm giảm nhẹ tính chất cũng như mức độ phạm tội của các quan chức đã bị lộ, trở thành bị cáo. Và hơn thế nữa, người ta đang che chắn cho các cái tội phạm đã bị lộ, không phải đợi đến khi Phan Quốc Việt bị bắt, mà kể cả trong những ngày đen tối của tầm đại dịch COVID-19, trước những cái chủ trương biện pháp cưỡng chế ngoáy mũi một cách thô bạo, khi đó người dân ở Việt Nam đã biết một cái kế hoạch có tổ chức quy mô từ trên cao, người ta khai thác cái mũi của người dân, coi đó là một nguồn tài nguyên vô tận. Và nếu có một cái ngày nào đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mồi lửa đốt một cái lò toàn những cái cây củi gộc trong đường dây chạy án khi điều tra việc truy tố xét xử đại án Việt Á, thì chắc chắn làm cái điều người dân không hề ngạc nhiên, việc Bộ Công an và Bộ trưởng Công an Tô Lâm
định hướng và kết luận điều tra đã cho thấy còn có rất nhiều các cơ quan chức Việt Nam nhúng chàm đã thoát án một cách ngoạn mục. Các cơ quan chức cấp cao tầm cỡ như Chu Ngọc Anh và các cái thứ trưởng đã được kết luận điều tra chủ động giơ cao đánh khẽ trong cái thể chế chính trị độc đảng. Hiện nay, việc chống tham nhũng và những cái phát biểu hành động của Bộ trưởng Công an Tô Lâm phản ánh một cái thực chất, đó là việc cầu chuyện các cái phe phái trong đảng đánh nhau hay buộc lòng phải dọn dẹp những cái u nhọt đã bừng mủ tung tóe, bây giờ không còn khả năng che lấp được. Ông Phạm Minh Chính Thủ tướng hay Thủ tướng tương lai Tô Lâm thì vẫn phải thực hiện một cái guồng máy vận hành theo luật 5 cam. Nó là những cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Đó là lý do nhóm lợi ích này sẽ thay là nhóm lợi ích khác mà thôi, để họ, tức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục vơ vét tài nguyên của đất nước, mồ hôi xương máu của nhân dân, để họ làm giàu vinh thân phì ra. Trong lúc người lao động ngày càng kiệt quệ, đến cái mũi của người dân còn thành cái mỏ để cho các cơ quan chức Việt Nam khai thác làm giàu thì không có nơi nào trên thế giới có những cái chuyện kỳ dị như vậy cả. Thưa quý vị, liên quan tới chiến sự giải Gaza và Ukraine, những cái tin tức nổi bật truyền thông quốc tế cho thấy trên chiến trường Ukraine, quân đội Ukraine đã giành được những cái thắng lợi, đặc biệt ở mặt trận miền đông Avdiivka. Có những tin tức cho biết trong ngày hôm qua, quân đội Nga đã thất bại trong cuộc tấn công với một số lượng binh lực bị tiêu hao trong một ngày lên tới 1.600 nhân vạn. Đó là một cái kỷ lục từ đầu cuộc chiến cho tới nay. Và thưa quý vị, trong cái thái độ lạc quan, người đứng đầu cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định cuộc chiến tại Ukraine sẽ kết thúc khi chúng tôi có máy bay F-16. Và thưa quý vị, điều đó nó liên quan gì tới một cái sự được cho là lưỡng lự của Trung Quốc không nhiệt tình giúp đỡ cho nước Nga trong chiến tranh? Và đó là lý do tại sao Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đưa ra những cái tuyên bố kêu gọi thế giới phản đối Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Những cái điều đó, thưa quý vị, để cho thấy nước Nga đã thừa nhận một cái sự thất bại, bởi vì họ đã biết chắc chắn phương Tây và Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào cuộc chiến, nhưng họ vẫn ngạo nghễ tin rằng họ sẽ giành được chiến thắng, thậm chí đề ra một cái kế hoạch chiếm thủ đô Kiev trong thời gian 3-7 ngày. Thư ký báo chí Điện Kremlin Peskov đã không giấu giếm, nói với báo giới rằng một sự giúp đỡ vũ khí đến từ Triều Tiên sẽ giúp cho Nga chiến thắng ở Ukraine. Mà thưa quý vị, Peskov phải chăng không hiểu rằng Nga sẽ đánh đến cái người cuối cùng cho Triều Tiên trong cái cuộc chiến ủy nhiệm hay sao? Thật sự một cái phát biểu thiếu suy nghĩ, thậm chí được cho là nhục nhã. Và thưa quý vị, nó liên quan gì tới một cái tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng cần phải thiết lập một cái trật tự mới cho thế giới trong cái thời điểm hiện nay? Và thưa quý vị, chúng ta bắt đầu bằng những cái tin tức ngắn liên quan tới chiến sự giải Gaza. Những cái thông tin của cơ quan tình báo Israel cho hay Hassan Youssef, thủ lĩnh của phong trào Hamas ở bờ Tây và là một trong những cái thành viên sáng lập của nhóm khủng bố này, đã bị lực lượng an ninh Israel đột kích bắt giữ tại nhà riêng ở khu vực Ramallah. Theo CNN đưa tin, có một sự tham khảo của cơ quan tình báo Israel cho biết những cái điều vừa kể, đồng thời cho hay một cái chiến dịch truy quét quy mô lớn lực lượng khủng bố trong các trại tị nạn ở Mu Asam kéo dài hơn 24 tiếng đồng hồ và lực lượng quân đội Ukraine đã tiêu diệt 12 thành viên của tổ chức Hamas, bắt giữ 60 tên, phá hủy các phòng thí nghiệm thuốc nổ, phát hiện hàng chục quả bom tung trên các tuyến đường. Trong khi đó, chỉ một lính dự bị của Israel tử trận trong cuộc đột kích vừa kể. Thưa quý vị, những điều vừa kể để quý vị thấy rằng quân đội Israel hết sức thiện chiến,
Và thưa quý vị, liên quan tới cái vụ nổ ở bệnh viện ở dải Gaza, tình báo quân đội Pháp đã chính thức đưa ra các thông tin khẳng định vụ nổ vừa kể không phải do Israel oanh kích. Theo báo cáo của cơ quan tình báo quân đội Pháp, ngày thứ Sáu, 20 tháng 10 đưa ra những thông tin khẳng định vụ nổ tại bệnh viện ở dải Gaza không phải là kết quả của cuộc không kích bằng phi đạn của Israel, mà nó có thể là do tên lửa của người Palestine bắn nhầm. Trong khi đó, các cơ quan chức Palestine nói vụ không kích vào bệnh viện vừa kể đã làm cho 471 người Palestine bị thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine quy trách trong cuộc không kích của không quân Israel, trong khi Israel khẳng định đó là hệ quả của một cái vụ nổ do các phần tử chủ chiến bắn tên lửa thất bại. Song những cái kết luận cuối cùng của cơ quan tình báo quân sự Pháp khẳng định không có gì cho phép chúng tôi nói rằng đó là cái cuộc oanh kích của quân đội Israel, nhưng rất có thể đó là những cái tên lửa của người Palestine gặp sự cố và rơi xuống khi bắn ra. Theo Reuters cho biết, một cái báo cáo tình báo không bảo mật của quân đội Hoa Kỳ mà Reuters được xem ngày thứ Năm cho hay, tài liệu đánh giá Israel không chịu trách nhiệm về cái vụ nổ và ước tính số người bị chết là từ 100 tới 300 người. Trong khi đó, cơ quan tình báo Pháp đưa ra các bằng chứng và khẳng định rằng hố va chạm quá nhỏ nên khó có thể coi đó là phi đạn của Israel gây ra. Cơ quan tình báo Pháp nói với các phóng viên thêm rằng trả thuyết xác thực nhất đó là một tên lửa của người Palestine đã phát nổ với một cái lượng nổ khoảng 5 kiloton. Ngoài ra, tình báo Pháp cũng loại trừ các cái khả năng khác nhau, bao gồm có những ý kiến cho rằng đó là do các mảnh vỡ từ hệ thống phòng không, bom sắt đánh chặn của Israel hay những tên lửa bị đánh chặn là một trong những nguyên nhân. Theo cơ quan tình báo Pháp, một phần của cái phân tích dựa trên tư liệu nguồn mở từ cái thiệt hại nhẹ về cấu trúc của bệnh viện, hầu như những cái tòa nhà xung quanh không hư hại, bao gồm một số cửa sổ bị vỡ, một số xe bị hủy hoại, có cái sự hiện diện tương đối hạn chế của đồ đạc tại địa điểm của vụ nổ. Đồng thời, cơ quan tình báo Pháp cũng không thể đưa ra các điểm xuất phát chính xác của loại tên lửa bắn nhầm vừa kể, và họ cũng không quy trách nhiệm cho bất kỳ một nhóm cụ thể nào. Và thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự dải Gaza, được biết quân đội Israel vẫn chưa tiến hành một cái cuộc tấn công trên bộ. Bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Theo Wall Street Journal, trong cái bản tin khẳng định rằng quân đội Nga ở hướng Zaporizhia đang chịu những cái tổn thất gấp 5 lần so với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6 năm 2023, quân đội Ukraine đã phá hủy 177 hệ thống pháo binh của Nga, trong đó có nhiều bệ phóng tên lửa, đặc biệt trên hướng Zaporizhia, nơi trở thành trung tâm của cuộc phản công hiện nay. Quân đội Nga đã tổn thất tới 92 đơn vị pháo binh, trong khi Ukraine mất 19 hệ thống. Những điều vừa kể được Wall Street Journal đưa tin, đồng thời trích dẫn những cái tài liệu từ cái nhóm độc lập Fox Sporting chuyên theo dõi những tổn thất trong chiến tranh của các bên. Và những cái kết quả vừa kể đã cho thấy Ukraine đã hoàn thiện một cái hệ thống phát hiện và tiêu diệt pháo binh của Nga. Điều đó đã mang lại cho quân đội Ukraine một cái lợi thế quan trọng trong khi họ đang cố gắng tiến lên về phía trước để chiếm lại các lãnh thổ do nước Nga chiếm đóng. Theo giới phân tích đánh giá cho rằng quân đội Ukraine đã giành được những cái lợi thế trong cuộc chiến tranh nhờ vào những cái mức độ chính xác cao hơn của pháo binh, nhờ vào sử dụng những cái vũ khí quân sự của phương Tây và một cái sự khéo léo của quân đội Ukraine. Những cái người lính ở tiền tuyến nói với Wall Street Journal rằng điều đó đã cho phép các lực lượng của chúng tôi thiết lập một cái cơ chế cân bằng ở khu vực mà trước đây quân đội Nga có lợi thế. Đồng thời, các cái quan chức quân sự của Ukraine cũng cho biết thêm Nga sẽ cải thiện việc sử dụng máy bay không người lái để có thể điều khiển pháo hạng nặng của họ.
Nhà phân tích quốc phòng Michael Kofiman đưa ra một cái nhận xét tình hình sức mạnh quân sự giữa hai bên tại thời điểm hiện nay. Theo đó, đó là một trong những cái cuộc cạnh tranh chiến thuật quan trọng, vì cuộc chiến chủ yếu diễn ra thông qua việc sử dụng hiệu quả pháo binh của mỗi bên, nên đây là một trong những trận chiến lớn sẽ diễn ra. Đồng thời, trong khi đó, một cái tạp chí phân tích quân sự của Hoa Kỳ đưa ra những cái nhận xét cho rằng 70% tổn thất trong chiến đấu của Ukraine là do các cuộc tấn công bằng pháo binh. Vì vậy, việc họ loại bỏ được pháo binh của Nga khỏi trận chiến đã cứu được rất nhiều những cái mạng sống của người Ukraine. Trong khi đó, có những tin tức về mặt trận miền Đông, Avdiivka, và thưa quý vị, sau rất nhiều những cái nỗ lực phản công để chiếm được cái thành phố mang có ý nghĩa chiến lược, và cuối cùng quân đội Ukraine kiên cường phòng ngự khiến cho quân đội Nga không đạt được những cái kết quả như mong muốn. Thậm chí thay vì tấn công theo một chiến thuật vỗ mặt, quân đội Nga áp dụng một cái biện pháp đào các cái hầm ngầm để tới các vị trí phòng thủ của Ukraine. Nhưng cuối cùng kết quả là họ tự đào những cái hố chôn cho họ khi bị phát hiện. Nó là lý do vì sao theo giới phân tích đưa ra những cái nhận định cho rằng ở cánh đồng chết Avdiivka, những cái sự mất mát về nhân lực của quân đội Nga đã vượt qua một cái mức độ tàn bạo ở chiến trường Bách Mút trước đây. Trong khi ở khối xe thì Bách Mút trước đây một cái tỷ lệ tử vong giữa Nga và Ukraine là 7-1, tức là 7 lính Nga chết thì mới có một lính Ukraine bị hy sinh. Trong khi đó, ở chiến trường Avdiivka hiện nay lên tới một cái mức hơn gấp đôi, đó là 16-1. Đó là những con số được cho là quá đỗi kỳ sợ. Và thưa quý vị, đó là lý do ông Dalinov đưa ra những nhận định cho rằng tình hình trên chiến trường Ukraine sẽ có những cái thay đổi mạnh mẽ ngay sau khi Ukraine nhận được những cái máy bay tiêm kích F-16. Theo thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Dalinov đã cho biết những cái điều vừa kể trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nhật Bản. Ông Dalinov tin tưởng rằng tình hình sẽ thay đổi đáng kể sau khi chúng tôi, tức Ukraine, sở hữu những cái máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây. Điều đó sẽ giúp cho chúng tôi tăng cường lực lượng phòng không. Đồng thời, ông Dalinov cũng thừa nhận rằng rất có thể khó để dự đoán một cái thời gian cần thiết để giải phóng toàn bộ lãnh thổ, nhưng khả năng có những thay đổi mạnh mẽ. Đồng thời, ông Dalinov cũng tuyên bố lập trường của Ukraine, đó là chừng nào nước Nga còn tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine, bao gồm cả Crimea, thì không bao giờ nói chuyện tới bất kỳ một cái cuộc đàm phán nào. Và thưa quý vị, bây giờ chuyển sang một cái nội dung mang tính toàn cầu. Đó là một cái phát biểu của Tổng thống Joe Biden mới nhất đã đưa ra một cái lời kêu gọi đối với các quốc gia phương Tây. Theo Joe Biden cho biết, chúng ta đang ở một cái bước ngoặt của lịch sử, cần phải thiết lập một cái trật tự thế giới mới. Ông Joe Biden tuyên bố những điều vừa kể tại một cuộc vận động tranh cử ở thủ đô Washington DC. Những cái điều tuyên bố dưới đây được công bố trên trang web của Tòa Bạch Ốc. Ông Joe Biden nói, tôi nghĩ rằng chúng ta có những cái cơ hội làm cái điều gì đó nếu chúng ta hôm nay đủ táo bạo và tự tin. Để đoàn kết thế giới hơn bao giờ hết, chúng ta đã sống trong cái thời kỳ hậu chiến 50 năm và mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng trong thời gian đó đã trôi qua, theo Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, điều này không nên giảm bớt mà nó còn củng cố triển vọng cho hòa bình thế giới trong tương lai. Một cái trật tự thế giới mới là một điều hết sức cần thiết. Chúng ta đang ở một cái bước ngoặt của lịch sử và điều đó có ý nghĩa là những cái quyết định mà chúng ta đưa ra trong 4 hoặc 5 năm tới đây nó sẽ quyết định tương lai của thế giới trong thời gian 4 đến 50 năm sau đó sẽ như thế nào. Thưa quý vị, theo đánh giá của cá nhân, tôi nghĩ rằng ông Joe Biden chắc chắn dựa trên một cái bối cảnh chính trị toàn cầu, đặc biệt với sự dè dặt của Trung Quốc
trong cuộc chiến ở giải Gaza cũng như cuộc chiến của nước Nga hiện nay, và một cái cây gậy mà nước Nga phải bám vào không còn ai khác, đó là Bắc Triều Tiên, thì rõ ràng việc nước Nga thất bại trong cuộc chiến Ukraine là một cái điều khỏi phải bàn cãi. Đó là chưa kể tới việc NATO mới nhất đưa ra những tuyên bố cho rằng khối này có đủ nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và Israel. Đó là tuyên bố của Phó Tổng Thư ký NATO Mikri Guenana trong cái buổi phỏng vấn với đài truyền hình của Romania. Ông này cho biết khối NATO có đủ nguồn lực để hỗ trợ cho Israel cũng như giúp đỡ cho Ukraine, kể cả những cái quốc gia đang tiếp diễn các hoạt động chiến sự. Quan chức NATO đã bày tỏ một cái sự tin tưởng rằng, theo đó, quan chức NATO này đã bày tỏ những sự tin tưởng rằng Liên minh NATO có đủ nguồn lực để đối phó với cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông, cũng như hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Liên bang Nga. Phó Tổng Thư ký NATO nói, 32 quốc gia NATO cùng với Thụy Điển là nơi sinh sống của hơn 1 tỷ người, và họ chiếm tới 50% GDP của thế giới. Có những cái nguồn lực của chúng tôi có thể không chú ý đến những cái gì mà chúng ta cần làm để hỗ trợ cho Ukraine. Đồng thời, Phó Tổng Thư ký NATO nhắc lại rằng Liên minh NATO có các cái kế hoạch phòng thủ rất cụ thể trong cái bối cảnh mà theo ông này cho rằng hai mối đe dọa trước mắt đó là Nga và lực lượng khủng bố Ả Rập. Đồng thời, Phó Tổng Thư ký NATO nói thêm rằng những cái đối tượng như nước Nga, họ sẽ rất hài lòng nếu phương Tây, Hoa Kỳ và NATO bắt đầu phân chia một sự chú ý đối với những cái gì đang xảy ra ở phương Đông và Đông Âu cũng như Ukraine. Nhưng điều này, Phó Tổng Thư ký NATO đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra. Và thưa quý vị, có một thông tin tương đối quan trọng, đó là việc Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Quốc hội Mỹ chấp thuận một cái khoản viện trợ kỷ lục cho Ukraine. Theo đó, ông Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt một cái nguồn ngân sách để cung cấp hỗ trợ cho Ukraine và Israel, cũng như một số nhu cầu khác của Đài Loan. Những cái điều vừa kể được Tòa Bạch Ốc công bố ngày 20 tháng 10 năm 2023. Theo đó, những cái yêu cầu bổ sung, đó là việc cung cấp cho Ukraine các thiết bị và vũ khí quan trọng mà Ukraine cần phải có để giải phóng các vùng lãnh thổ của họ khỏi sự chiếm đóng của quân đội Nga. Được biết, những yêu cầu mới vừa kể cho phép cung cấp hỗ trợ an ninh cần thiết cho Israel để ủng hộ các nỗ lực của Israel giải thoát các con tin. Yêu cầu nêu rõ, nhờ các nguồn lực riêng cho các hoạt động của các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ, việc làm của người Mỹ để tiếp tục hỗ trợ những cái khả năng sản xuất đạn dược quan trọng cũng như các cái thiết bị khác của nước Mỹ, chúng ta sẽ nâng cao và lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ được đảm bảo duy trì, làm cái lực lượng huấn luyện tốt nhất, có một khả năng phòng thủ tốt nhất và được trang bị vũ khí tốt nhất mà thế giới chưa từng thấy. Những cái tuyên bố vừa kể của Tòa Bạch Ốc được hãng tin Bloomberg cho rằng đó là một cái gói viện trợ gần 106 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm 61,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel, trong đó có 10 tỷ đô la viện trợ nhân đạo, 7,4 tỷ đô la cho Đài Loan và các quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, kèm theo 13,6 tỷ đô la cho việc đảm bảo an ninh dọc tuyến biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Theo giới phân tích, ông Joe Biden đã rất khéo trong cái việc kết hợp gói hỗ trợ kỷ lục vừa kể cho Ukraine, bởi một cái lý do, lãnh đạo lưỡng viện và các nghị sĩ lưỡng viện Hoa Kỳ đã nhìn nhận ra một cái sự cần thiết để chống lại phản công của các cái quốc gia khủng bố, và chắc chắn những cái điều được cho là cản đường của Biden sẽ được rút ngắn lại rất nhiều, và có lẽ đây là một cái gói viện trợ cuối cùng trước khi bước vào cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Và với một cái tiểu xảo kỹ thuật trong việc soạn thảo văn bản, có thể giúp cho ông Joe Biden có thể
tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine và khó có khả năng nếu các nghị sĩ muốn phủ quyết cũng không thuyết phục rồi. Bởi một lý do rất đơn giản, thưa quý vị, một nửa gói viện trợ hơn 60 tỷ cho Ukraine hiện nay, nó là số tiền mua vũ khí bù lại cho quân đội Mỹ. Điều đó sẽ tạo cơ hội cho Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ tên lửa áp thạch cho Ukraine, đó là những cái tên lửa được sản xuất trước đây 30 năm. Trong khi đó, lấy lại số tiền vừa kể, quân đội Mỹ sẽ mua lại những cái tên lửa mới nhất để tích trữ trong kho. Điều đó cho thấy Hoa Kỳ lợi đôi đường, 60% số tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine trong gói 64 tỷ đô la sẽ quay trở lại Hoa Kỳ dưới các hình thức khác nhau. Nó giống như câu chuyện cung cấp đạn pháo 150mm cho Ukraine, nhưng tất cả việc viện trợ vật liệu nhân công hoàn toàn sản xuất tại Hoa Kỳ và điều đó thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển. Theo giới phân tích cho rằng đó là một tư duy lắt léo của người Mỹ. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại, từ tháng 2 năm 2022 tới tháng 6 năm 2023, Hoa Kỳ đã viện trợ tổng cộng cho Ukraine ngừng khoảng 76,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó viện trợ quân sự là 61%, tổng số tiền hỗ trợ nhân đạo ổn định tài chính hơn 30 tỷ. Nó là chưa kể tới những cái sự viện trợ của Nhật Bản hay các quốc gia châu Âu. Và thưa quý vị, một cái điều chúng tôi nói để quý vị yên tâm, những cái nguồn viện trợ trước đây của các quốc gia trong việc tái thiết Ukraine thì Ukraine hoàn toàn có thể sử dụng trong việc phục vụ cho chiến tranh. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.